Kính chào quý vị, Phương Thị rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, mặc dù Trung Quốc, Việt Nam là hai nước núi liền núi, sông liền sông, nhưng những ngộ nhận của người Trung Quốc về Việt Nam là rất nhiều. Trong video ngày hôm nay, xin chia sẻ với quý vị và các bạn một bài viết khá thú vị được đăng trên báo Trung Quốc nói về 6 điều hiểu lầm, ngộ nhận của người Trung Quốc về Việt Nam. Bài báo đã viết như sau: Việt Nam là một láng giềng của chúng ta trong thời đại Hồ Chí Minh, lại còn là một anh em của Trung Quốc, muốn tiền có tiền, muốn vũ khí cho vũ khí. Sau khi đánh nhau một trận, quan hệ hai nước rơi vào băng giá, cho đến hiện tại cũng không thể khôi phục lại thiện chí ngày trước. Cùng là nước xã hội chủ nghĩa nhưng giao lưu nhân dân của Việt Nam và Trung Quốc không nhiều, còn không bằng giao lưu nhân dân với Mỹ. Điều này dẫn tới người dân Trung Quốc có hiểu biết khá hạn chế về Việt Nam. Chúng ta có một số nhận thức thiên kiến, cố hữu về Việt Nam cũng là thể hiện sự lạ lẫm của chúng ta về họ. Thứ nhất là ngộ nhận cho rằng phụ nữ Việt Nam đều thích được gả cho Trung Quốc. Có một số phương tiện truyền thông nói rằng Việt Nam khá nghèo túng để cải thiện sinh hoạt, nhiều phụ nữ Việt muốn lấy đàn ông Trung Quốc. Trên thực tế nói rằng Việt Nam nghèo túng chỉ đúng một nửa, Việt Nam là một nước có khoảng cách giàu nghèo khá lớn. Ở thành phố lớn của Việt Nam có rất nhiều nhà giàu, con cái của họ cũng dùng iPhone, lái xe sang, cuộc sống rất sung túc. Bởi thế không phải nhất định là muốn lấy đàn ông Trung Quốc để đổi đời. Nông thôn Việt Nam nghèo túng vì nhân khẩu đông, nhưng những người muốn gả cho Trung Quốc để cải thiện đời sống cũng không có nhiều. Ngược lại, những vụ lừa kết hôn cũng không ít. Ngộ nhận thứ hai là nghĩ rằng người Việt Nam đều biết tiếng Pháp. Đây là một điều rất sai lầm, cực kỳ sai lầm. Tuy Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ một thời gian dài, nhưng trên thực tế hiện nay những người Việt biết nói tiếng Pháp rất ít. Bạn có đến Việt Nam 10 năm cũng chưa chắc có thể gặp một vài người Việt biết nói tiếng Pháp. Năm 1954, Việt Nam kết thúc thời kỳ bị thực dân Pháp cai trị. Những người Việt Nam sinh ra từ sau thời điểm đó hầu như không biết tiếng Pháp. Hiện tại, trường học của Việt Nam thường dạy tiếng Anh là ngoại ngữ chính. Có một quan chức Việt Nam hơn 50 tuổi từng nói một câu để minh họa cho sự thay đổi ngôn ngữ của Việt Nam rằng: ông nội tôi tinh thông tiếng Trung, cha tôi tinh thông tiếng Pháp, tôi từng du học ở Liên Xô học tiếng Nga, hiện tại tôi cho con trai tôi đi Mỹ học tập. Nó nói tiếng Anh rất trôi chảy. Thời cuối nhà Thanh, Việt Nam là một nước phụ thuộc Đại Thanh, đại bộ phận người Việt đều biết nói tiếng Hán. Đầu thế kỷ 20, Việt Nam hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp, nhiều người Việt biết nói tiếng Pháp. Sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, Liên Xô là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa, giới tinh hoa Việt Nam đều đưa con cái sang Moscow học tập, cho nên nhiều người biết nói tiếng Nga. Hiện tại, Việt Nam cũng cải cách, mở cửa công nghiệp du lịch, là một nguồn thu nhập kinh tế quan trọng của Việt Nam, cho nên học tiếng Anh đương nhiên là lựa chọn hàng đầu của thanh niên Việt Nam. Thưa các bạn, ở đoạn này kênh xin chú thích một chút. Vừa rồi tác giả phía Trung Quốc nói rằng, thời nhà Thanh, đại bộ phận người Việt biết nói tiếng Trung thì chính điều đó lại là một ngộ nhận. Từ thời nhà Lý mở ra chế độ khoa cử theo Nho giáo cho đến khi nước ta bị thực dân Pháp đô hộ, chữ Hán hay dân ta quen gọi là chữ Nho là chữ viết chính thức trong đời sống chính trị xã hội. Trong gần 1.000 năm đó, người Việt đi học là học bằng chữ Hán. Tuy nhiên, người Việt không đọc chữ Hán theo âm của người Trung Quốc, mà đọc theo âm Hán Việt. Do đó, việc biết chữ Hán không đồng nghĩa với việc biết nói tiếng Hán. Thứ ba là ngộ nhận rằng phụ nữ Việt Nam phụ trách việc kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam du lịch trông thấy trên đường phố các tiểu thương đại đa số là phụ nữ, còn nam giới thì quá nửa là ngồi trên phố uống cà phê. Do vậy, họ cho là Việt Nam giống Philippines, phụ nữ là lao động xã hội chủ yếu. Điều này là một ngộ nhận do sự khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong văn hóa Việt Nam, đàn ông có khuynh hướng làm những việc quan trọng. Chẳng hạn, trong rất nhiều quán cơm, người vợ thì nhặt rau, còn người chồng mới là người nấu nướng. Còn ở Trung Quốc, điều này lại ngược lại, đàn ông Việt Nam thích đi làm ở các công ty hoặc nhà máy. Trong văn hóa của họ, đàn ông không nên làm những việc vụn vặt như buôn bán trên đường phố. Bởi thế, bạn mới thấy trên phố của Việt Nam đều là phụ nữ buôn bán. Những người đàn ông ngồi cà phê trên phố không phải là vô công dỗi việc phải dựa vào phụ nữ nuôi, mà chỉ là họ đang tan sở hoặc là đang nghỉ ngơi mà thôi. Thứ tư là ngộ nhận rằng họ tên của người Việt Nam giống với họ tên của người Trung Quốc. Trong ấn tượng của người Trung Quốc, danh tính người Việt không khác nhiều danh tính của người Trung Quốc.
chẳng hạn các doanh nhân như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Huệ Phú Trọng đều không khác nhiều các tên phổ biến ở Trung Quốc, nhưng thực ra đây không phải là toàn bộ tên của người Việt Nam. Người Việt Nam còn có một tên đệm. Khi chúng ta phiên dịch thường bỏ đi tên đệm này, vì thế mới thấy giống tên họ của người Trung Quốc. Kết cấu tên họ của người Việt cơ bản là họ cộng tên đệm và tên chính. Tên đệm của người Việt Nam cũng có chút quan hệ với Trung Quốc. Nó tương đương với thị trong tính thị của Trung Quốc cổ đại. Chẳng hạn Tần Thủy Hoàng họ Doanh, thị là Triệu, hay như Khuất Nguyên, họ là Mị, thị là Khuất. Trong thời Tiên Tần, thông thường người dân chỉ có họ không có thị, chỉ có quý tộc mới có thị. Chẳng ngờ văn hóa tính thị của Trung Quốc cổ đại lại vẫn còn lưu giữ ở Việt Nam. Thưa các bạn, điểm này thì xin chú thích một chút. Tên đệm của người Việt Nam một thời còn có tính phổ biến là để phân biệt giới tính. Đàn ông thì đa số tên đệm là Văn, còn đàn bà thì đa số tên đệm là Thị. Ngày nay tên đệm người Việt Nam phong phú, đa dạng hơn, chứ không chỉ có Văn và Thị. Sở dĩ người Trung Quốc thấy họ tên người Việt giống với họ tên của người Trung Quốc là bởi vì trong hơn 1.000 năm, người Việt tiếp thu văn hóa Hán. Trong tiếng Việt có đến quá nửa từ ngữ là từ Hán Việt. Các họ của người Kinh cũng phần lớn là giống với các họ của người Trung Quốc, có thể dễ dàng dịch sang tiếng Trung. Thứ năm là cho rằng Việt Nam cả năm nóng nức. Việt Nam là một nước Đông Nam Á, mà trong ấn tượng của người Trung Quốc, hễ là nước Đông Nam Á thì đều rất nóng. Kỳ thực thì điều này không hẳn. Việt Nam là một nước có lãnh thổ dài theo chiều Bắc Nam và hẹp theo chiều Đông Tây. Vì thế mà từ miền Nam đến miền Bắc khí hậu không giống nhau. Khu vực miền Nam bốn mùa đều giống mùa hè, chỉ phân ra hai mùa là mùa mưa và mùa khô. Khu vực miền Trung mát hơn miền Nam và mùa đông cần mặc áo khoác. Khu vực miền Bắc bốn mùa rõ rệt, mùa đông có khi chỉ vài độ. Nếu bạn đến Hà Nội của Việt Nam vào mùa đông để du lịch thì cần mang theo áo khoác. Càng đi về phía Bắc, đến biên giới Việt Trung thì mùa đông thậm chí còn có nhiệt độ dưới 0 độ C. Thứ sáu là ngộ nhận rằng nông sản Việt Nam đều có chất độc da cam của Mỹ để lại. Thời kỳ chiến tranh Việt Nam, để đối phó với Việt Cộng ẩn núp trong rừng rậm, thì quân Mỹ đã thả số lượng lớn chất độc da cam. Đây là chất độc đến hôm nay vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Độc tố của nó khiến hàng chục vạn trẻ em Việt Nam sinh ra dị dạng, khiến cho vô số gia đình Việt Nam phải chịu bệnh tật khổ sở. Có một số người cho rằng vì chất độc da cam vẫn có ảnh hưởng đến Việt Nam, cho nên nông sản Việt Nam cũng dĩ nhiên là bị ảnh hưởng. Kỳ thực, chính phủ Việt Nam quản lý các khu vực đất đai bị nhiễm độc rất là nghiêm ngặt. Những khu vực này không thể trồng trọt nông sản. Các nông trường Việt Nam đều lập ở những khu vực không nhiễm độc, do vậy không cần phải lo lắng về mặt này. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là 6 điểm ngộ nhận của người Trung Quốc và Việt Nam. Tất nhiên đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều điều mà người Trung Quốc có thể hiểu lầm, hiểu biết sai lệch về chúng ta. Ngược lại, người Việt Nam cũng có rất nhiều điều ngộ nhận sai lầm về các nước khác. Chẳng hạn như qua phim Hàn Quốc thì nhiều người Việt Nam ngộ nhận cho rằng cứ là người Hàn Quốc thì ai cũng đẹp như diễn viên trên phim. Hoặc là thấy sách báo nói ở phương Tây, ở Mỹ thu nhập bình quân đầu người đến mấy chục ngàn đô la Mỹ một năm thì tưởng rằng ở những nơi đó không có người nghèo khổ, hoặc là ngộ nhận rằng chỉ cần được đến đó để sống thì cứ vừa làm vừa chơi như ở Việt Nam cũng có mấy chục ngàn đô một năm. Thực tế là ở nước nào cũng phải chịu quy luật đào thải tự nhiên. Của cải trong xã hội không bao giờ chia đều cho tất cả mọi người, ngoại trừ những trường hợp tham nhũng, biển thủ, trộm cắp, cướp giật và nói chung là các trường hợp làm giàu nhờ hoạt động phi pháp thì quy luật phân phối của xã hội cũng phần nào đó tuân theo quy luật cung cầu. Chẳng hạn anh năng lực chỉ làm được những việc mà hàng vạn người khác làm được thì anh sẽ kiếm được ít của cải vì phải cạnh tranh với hàng ngàn, hàng vạn người để có việc làm. Còn nếu đã không có năng lực gì xuất chúng mà lại còn lười biếng thì chắc chắn là đói. Nói trở lại vấn đề ngộ nhận của người Trung Quốc về Việt Nam. Theo ý của kênh thì còn có một điều ngộ nhận rất lớn là bài báo Trung Quốc không dám đề cập. Đó là ngộ nhận cho rằng Việt Nam là nước Nhật tiểu, dễ bị bắt nạt. Do ngộ nhận này, người Hán đã nhiều lần tấn công xâm lược Việt Nam và chịu nhiều thất bại thảm hại. Tuy nhiên với tư tưởng luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ thì người Trung Quốc sẽ khó gột bỏ được tư tưởng tự cao tự đại để học được bài học tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng. Video của kênh xin được dừng ở đây. Các bạn có cảm nhận thế nào? Hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video, hãy ấn nút thích, chia sẻ với mọi người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà tin mới sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.